đúng không? Tí hai bạn vô trẻ nhắn trên group Zalo giúp thầy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ demo cho các bạn ở trang số 29 và 30. Rồi tập trung, mình làm nhanh cái. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là slide 1 new trang 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 TR 29. Bây giờ thầy sẽ code cho các bạn một cái cách code khác, chú ý giúp thầy. 29, chú ý cho thầy một cái cách code khác không giống lúc nãy. Như vậy ở đây thầy sẽ sử dụng hàm main chạy trực tiếp và reframe f bằng new reframe. Hồi nãy là mình kế thừa, còn bây giờ mình không kế thừa gì hết, mình tạo trực tiếp vào đây. F chấm set visible true, rồi chạy nhanh gọn nhẹ, chạy chưa? Rồi ok, tương tự như vậy mình sẽ set những thông số quen thuộc của chúng ta. Thứ nhất là gì? F chấm set size, ví dụ mình cho là 500,300 quen thuộc cho nó dễ. F chấm set location none. F chấm set default reframe chấm exit. Rồi F chấm set title demo trang 29. Rồi gì nữa? Bây giờ mình sẽ chạy thử coi. Ra rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái mảng reportum, là reportum một cái mảng bằng new reportum. Được chưa? Như vậy ở chỗ này nó bị giới hạn bởi vì cái này là Java 2 mình đã đề cập nè, array nó bị giới hạn cái gì? Nhược điểm là số lượng phải biết trước, nhưng nó có thể truy cập theo kỷ mục. Còn list thì sao? Không cần khai báo trước, nhưng nó truy cập không theo kỷ mục. Và kết hợp hai cái ưu điểm lại thành gì? ArrayList. Rồi, như vậy chỗ này mình sẽ tạm sử dụng chính cái thôi. For int i bằng 0 chấm phẩy i nhỏ hơn 9 chấm phẩy i cộng cộng. Rebottom thứ y bằng new rebottom, mở ngoặc gán cho nó cái lipo là bottom cộng với y cộng 1, được không? Rồi làm gì nữa? Chỗ này mình chuẩn bị phía trên này một cái repanel bằng g repanel bằng new repanel. Không có layout nha, chỗ này không có layout. Mình sẽ lấy p chấm add cái repattern thứ y vào
và cuối cùng F chấm P. Có gì mới không? Chỉ có dòng for mới thôi, còn cơ bản là không có gì mới hết. Run. Chín nút chưa? À, chín nút. Bây giờ 99 nút thì sao? 99 nút thì sao? Thì cứ 99 nút thôi. Được chưa? Nó lợi hại của phần code chưa? Rồi. Tiếp tục chỗ này. Cái panel của mình. Bây giờ mình sẽ new một cái git layout. Git layout. Và cái git layout của thầy 99 là 3 × 3. 9 dòng 9 cột. New run file. Được không? Nếu như mình cho 4 dòng chuyện gì xảy ra? Bốn dòng, đúng không? Ví dụ như bốn dòng bốn cột, chuyện gì xảy ra? Rồi từ từ giải thích sau đó. Vấn đề là các bạn nó sẽ fit như thế nào, về nhà suy nghĩ tiếp ha. Như vậy thì ở đây cái này gọi là layout. Các bạn có thể new ngay ở đây, hoặc các bạn dưới này b.set layout cũng được. New git layout. Git khác, git bash khác nha. Bà hai cách đều được hết. Được chưa? Ok. Như vậy chúng ta để demo xong. Trang 29, trang 30. Hết tháng. Được không? 29, 30. Các bạn muốn thêm border, thêm gì đó thì thêm. Và cái slide 1 của mình một buổi giải quyết xong. Vậy buổi sau mình làm